podcast Chìa khóa hạnh phúc ở đâu, một bài học mà ai kết hôn cũng cần phải biết. Chào mừng các bạn đến với một podcast mới trên kênh Lina. Podcast này nằm trong chuỗi podcast của danh sách phát chủ đề hôn nhân hòa hợp ha. Dạo gần đây tôi hơi bận với các bài ở chuyên mục ly hôn và các bài ở chủ đề bạn đời độc hại nên cũng ít viết bài cho danh sách phát hôn nhân hòa hợp này. Hôm nay khởi động viết bài lại là trúng vào ngày 20 tháng 3, ngày quốc tế hạnh phúc. Vì vậy tôi chọn gửi đến cho các bạn một bài podcast thú vị về chủ đề này, chủ đề hạnh phúc này nha. Bài podcast có tên Chìa khóa hạnh phúc ở đâu? Các bạn chuẩn bị kết hôn, vừa mới kết hôn chưa lâu hay những ai đã ở trong hôn nhân một thời gian mà vẫn đang cảm thấy hạnh phúc chưa thật sự mỉm cười đúng nghĩa với mình thì hãy nhớ nghe cho trọn bài podcast này nha. Tôi đọc cho các bạn nghe phần câu chuyện dẫn đề trước nha. Có hai vợ chồng trẻ nhà nọ kết hôn với nhau. Họ nhận được sự hỗ trợ tài chính rất tốt từ gia đình hai bên nên kinh tế cũng khá giả. Vì thế họ quyết định chọn thuê một căn hộ sang trọng ở tầng 80 của một tòa nhà, vừa để ở cho thoáng mát vừa có thể ngắm nhìn được toàn bộ thành phố. Rồi đến một ngày khi hai vợ chồng đi làm về thì thang máy của tòa nhà bị hỏng. Không còn cách nào khác, hai vợ chồng đành quyết định đi bộ lên phòng của mình. Đi đến tầng thứ 20 thì cả hai vợ chồng đều thấy mệt lả cả người nên họ bắt đầu than thở với nhau. Rồi sau đó họ quyết định là phải bỏ bớt những gì đang mang theo trên người ra để có thể đi nhẹ nhàng hơn. Cả hai lột bỏ ba lô và các vật dụng nặng đang đeo trên người để ở lại cầu thang và đi tiếp lên phòng. Đến tầng thứ 40 thì cả hai đã mệt vô cùng, họ bắt đầu cầu nhau đổ lỗi cho nhau. Người vợ nói, chính anh đã thuê căn hộ này nên mới gặp chuyện ngày hôm nay. Biết thế tôi đã không chọn căn hộ này đâu, đã bảo là chọn tầng thấp thôi, chọn tầng làm gì cao thế. Tôi đã nói là đừng dựa vào tiền của bố mẹ mà, tự mình kiếm đủ rồi thuê thôi thì chắc gì đã kiếm cái loại căn hộ. Chứ thì lúc đó có nước là kiếm căn hộ thấp tầng chứ đâu mà phải leo cao thế này. Thì người chồng đáp lại là, chính em cũng đồng ý và khuyên anh nên thuê căn hộ này chứ gì nữa, em định đổ lỗi cho anh sao? Sao cái lúc ở sướng thì em không nói, thuê chỗ thấp ở không đàng hoàng thì em lại chê bai thì sao? Sao em vẫn còn mang theo cái này à, đã bảo bỏ xuống dưới kia đi, ráng theo làm gì rồi đã chê trách là nặng. Anh đã bảo em tập thể dục đi mà em cứ lười, không có em thì anh đã đi nhanh hơn rồi, đó. Thì họ cứ cằn nhằn và đổ lỗi cho nhau như thế mãi, cho đến khi leo lên được tới tầng 60 thì cả hai dường như không thể đi nổi nữa rồi. Và họ thống nhất là không cãi nhau nữa để dành sức mà đi lên hết. Đi mãi thì cuối cùng họ cũng đến được cái phòng của mình, họ rất vui mừng trong tiếng thở hổn hển. Nhưng đến lúc lấy chìa khóa ra mở cửa phòng thì họ mới nhận ra là họ đã quên chìa khóa ở trong ba lô ở dưới tầng 20. Và thế là họ ngồi gục xuống khóc than tiếc nuối. Không biết cả hai vợ chồng nhà này sẽ giải quyết như thế nào để tiếp theo, nhưng câu chuyện này ta có thể liên tưởng được một vài điều thú vị. Thứ nhất, hãy xem tòa nhà 80 tầng đó như cuộc đời 80 tuổi của một con người. Nếu xét tự bản thân một người thôi, thì khi 20 tuổi, con người đó với rất nhiều hoài bão và ước mơ, họ lần lượt đưa ra những quyết định quan trọng cho cuộc đời. Chọn học ngành gì, bỏ không học đại học hay đàm nghề, yêu đương hay kết hôn với ai, có đi du học không hay là học trong nước, v.v. ha. Thì đến lúc 40 tuổi khi những nỗ lực và quyết tâm của mình không được như ý muốn thì họ bắt đầu thấy tiếc nuối, ân hận và cầu nhau về những quyết định ngày trước kia của mình. Họ nghĩ biết thế thì hồi đó nghe lời cha mẹ học hành thì đã có việc tốt hơn rồi. Biết thế hồi đó học ngành này chứ không phải học ngành khác. Ngày đó lấy người kia chứ đừng lấy người này. Ngày đó đi nước ngoài chứ đừng ở lại trong nước thế này, vân vân ha. Thì đến năm 60 tuổi họ thấy họ không thể làm gì nổi được nữa rồi thì họ sẽ không cằn nhằn nữa mà chấp nhận chịu đựng sống tiếp cái quãng đời còn lại trong cam chịu. Và lúc này là lúc họ lại áp đặt những mong muốn của mình lên con cái theo cách giảng đạo và khuyên răn. Nhưng chúng nó ở độ tuổi 20 hang máu vịt giống họ ngày xưa thì làm gì có chuyện nghe theo đúng không? Họ lại bắt đầu buồn phiền, lại thấy đau khổ, lại thấy cuộc đời mình không ra gì cả đúng không? Thì đến năm 80 tuổi khi sắp phải lìa xa tất cả thì họ nhìn lại cuộc đời mình thì mới thấy là thực ra mình đã quyết định sai lầm từ năm 20 tuổi. Mình đã để quên chìa khóa thành công của cuộc đời mình ngay ở cột mốc tuổi trẻ đó. Nhưng lúc đó đã quá muộn màng rồi ha. Tòa nhà 80 tầng đó tương tự cũng có thể được ví giống như cái hành trình hôn nhân của một cặp đôi. Cả hai yêu và kết hợp lại với nhau trong hoài bão và mơ mộng về một cái chặng đường đi chung trăm năm. Có khi họ xây nền sự kết hợp với nhau dựa vào nguồn lực từ bên ngoài chứ cũng không hẳn là từ nội lực của chính họ. Nhưng mong ước trăm năm thì cặp nào cũng có. Vậy nhưng sau khi hăng hái bước chân vào hôn nhân được một thời gian, khi hoàn cảnh bên
Trong câu chuyện thì được ví là lúc cái thang máy không hoạt động. Còn ở trong cuộc sống thì chính là lúc những công việc, sức khỏe, trạng thái, gia đình thay đổi, thêm con, thêm cái, thêm nghĩa vụ, thêm trách nhiệm. Đó là lúc họ bắt đầu phải đưa ra những quyết định của mình. Họ phải nâng lên chọn xuống những lựa chọn, có khi phải thu gọn, dẹp bỏ, từ bỏ đi một số thứ thuộc về mình để còn có thể đi tiếp cùng nhau. Phụ nữ phải cân nhắc với việc công việc và gia đình phải nghĩ làm hay không. Người chồng thì phải nghĩ là phải làm công việc này hay làm công việc kia để kiếm thêm tiền ha. Đó, rồi có phải đổi địa bàn sống hay không, có thể sống chung hay sống riêng, rất là nhiều thứ nó xảy ra bên ngoài đúng không? Nhưng sau khi tiếp đi cùng nhau thêm một thời gian nữa, khi thấy mình đã hy sinh, đã từ bỏ, đã nỗ lực, đã cố gắng hết rồi mà sao kết quả vẫn thấy mịt mù xa tắp không thấy đâu, thì họ bắt đầu quay ra cằn nhằn đổ lỗi trách móc với nhau. Họ so đo xem lại chuyện đúng sai của những quyết định hồi đó của mình và người kia. Họ trách móc về những điều sai đã làm của nhau. Họ thấy không công bằng khi phải gồng gánh cả phần của nhau. Có những cặp đôi vì cái đoạn đấu đá chán chê này mà họ mơ mộng đến cái việc bỏ ngang hành trình và đi kiếm người khác để đồng hành và có cái hành trình mới. Những vụ ngoại tình hay ly hôn chạy theo người mới là từ những cái mơ mộng khởi động kiếm hành trình khác thay thế kiểu này. Còn đa phần các cặp đôi thì vẫn cứ dằn vặt nhau như vậy mãi rồi cũng chán chê mệt mỏi thì họ từ bỏ sự tranh đấu với nhau. Họ không cằn nhằn nữa mà họ chấp nhận chịu đựng mà sống tiếp cái quãng đời còn lại trong cam chịu. Bởi vậy mới có những cặp đôi sống thì vẫn sống với nhau đến già đó, nhưng chẳng có ai có cảm nhận hạnh phúc thật sự với hôn nhân của mình. Hai người sống cạnh nhau nhưng tâm hồn nguội ngắt, chán chê, mệt mỏi. Đến cuối đời, đến cuối cuộc hôn nhân, họ cũng vẫn không biết mình thật sự có là đồng đội của nhau hay không, có phải là bạn đời đúng nghĩa của nhau hay không. Họ đã lãng phí mấy mươi năm hôn nhân trong sự không hòa hợp và bất hạnh. Bởi họ đã không biết rằng ngay từ những bước chân đầu tiên vào hôn nhân, họ đã không có mang theo chiếc chìa khóa đúng để mở hạnh phúc của mình rồi. Nếu mỗi một người biết rằng những gì họ quyết định vào cái thời tuổi trẻ đó, chuyện học hành, công việc, yêu đương, tình cảm sẽ là chìa khóa cho cuộc đời của họ sau này, họ sẽ phải cẩn trọng hơn với những quyết định của mình. Hay nếu một người tại bất cứ một thời điểm nào đó trong cuộc đời nhận ra rằng cuộc đời mình đang đi chưa đúng hướng, thì hãy tĩnh tâm tìm hiểu xem chiếc chìa khóa thật sự cuộc đời của mình đang nằm ở đâu, có bị rơi ở đâu đó và cần phải quay về lấy cho kịp lại hay không. Thì rõ ràng rằng là họ sẽ bớt đi cái cảnh sống chán nản, vô định, buồn phiền, tiếc nuối và vô ích ở ngày sau. Nếu mỗi cặp đôi biết rằng ngay từ khi mới kết hợp với nhau, họ nên được trang bị chiếc chìa khóa hạnh phúc đúng cho hôn nhân của mình, thì họ đã dễ dàng thích nghi hơn với những thay đổi xảy ra từ bên ngoài và bên trong của cuộc hôn nhân. Họ sẽ bớt đi những năm tháng kéo dài cái cảnh gây gỗ, tranh cãi, đổ lỗi, buồn phiền, thất vọng và chán nản với nhau. Họ cũng sẽ bớt đi những va vấp trong những cái chuyện mơ mộng hão huyền rằng là sẽ cắt người đồng đội này để thay thế bằng người đồng đội khác hơn. Và họ cũng sẽ có được những năm tháng đồng hành, chia sẻ buồn vui tuổi già với nhau, thay vì là cái cảnh nguội tanh, nguội ngắt cảm xúc, nhìn nhau không có chuyện gì để nói. Hay cứ mở miệng ra nói thì lại cả cãi nhau. Cũng biết bao nhiêu các cặp đôi gọi là khi con cái rời tổ bay xa thì chỉ còn lại hai con khỉ già nhìn nhau chẳng có liên quan gì với nhau nữa hết, đúng không? Dẫn chuyện như vậy là để các bạn thấy, trong cuộc sống bình thường hay trong cuộc sống hôn nhân cũng thế, nếu biết rằng chìa khóa của mình là gì và có nó từ sớm, con người ta sẽ bớt đi biết bao nhiêu sai lầm và dễ đạt được hạnh phúc của mình sớm hơn, đúng không? Vậy, chìa khóa của cuộc đời là gì? Và chìa khóa của hôn nhân hạnh phúc là gì? Chìa khóa cuộc đời nó chính là tri thức. Tri thức không phải chỉ là chuyện học vấn ha, mà còn là chuyện học làm người. Lĩnh vực chung của cuộc sống thì rộng và tôi không có dự định đưa vào podcast này, các bạn tự tìm hiểu ha. Ở đây, trong đúng chuyên môn nghề nghiệp của mình là bàn về chuyện hôn nhân và những điều có thể ảnh hưởng đến cái hành trình hôn nhân của một cặp đôi, thì tôi xin phép nói về chiếc chìa khóa của hôn nhân hạnh phúc là gì mà thôi. Thì nếu bạn là người lần đầu đến kênh á, và để cho bạn hiểu là bạn đang nghe những lời này từ ai, thì tôi giới thiệu một chút về bản thân ha. Thì tôi là Lina, chuyên gia tư vấn đến từ các liệu trình tâm lý, hồi sinh hạnh phúc, hôn nhân hòa hợp và vượt bão ly hôn. Các liệu trình của chúng tôi thì được đưa về Việt Nam từ các mô hình thực tế đã được triển khai thành công tại các quốc gia Mỹ, Úc, Canada và New Zealand, nhằm cung cấp các giải pháp định hướng đến hạnh phúc cho những ai đang gặp phải những chuyện không vui trong cuộc sống hôn nhân. Thì hai chữ Ly và Na trong tên Lina nó chính là đại diện cho hai mảng tâm lý ly hôn hay nắm giữ thuộc chuyên môn nghề nghiệp mà chúng tôi phụ trách. Khi làm việc
trực tiếp với hàng ngàn lượt tư vấn và bị ở những cái trạng thái hôn nhân, thì chúng tôi là người hiểu rõ nhất điều gì có thể đem đến những nguy cơ đổ vỡ cho các cặp đôi, cũng như cách thức nào là hiệu quả nhất để các cuộc hôn nhân đang gặp khủng hoảng có thể hồi sinh lại hạnh phúc. Thì cũng từ việc tư vấn trực tiếp và đồng hành sâu sát như vậy với hàng loạt các tình huống thực tế hôn nhân từ những người có những đặc điểm, tính cách, hoàn cảnh, trạng thái, địa vị khác nhau, thì chúng tôi cũng hơn ai hết là người biết rõ các khủng hoảng hôn nhân được bắt nguồn từ gì và tại sao, cũng như những điều gì có thể đem đến hạnh phúc dài hạn cho các cặp đôi. Bởi vì vậy, trên góc độ của chúng tôi, chiếc chìa khóa hạnh phúc mà một cặp đôi cần có, cần được trang bị ngay từ sớm. Nếu được là ngay khi mới bắt đầu bước chân vào hôn nhân, đó cũng không khác gì là chiếc chìa khóa cuộc đời chung đâu, cũng vẫn là tri thức thôi. Chỉ có điều tri thức cụ thể ở đây chính là việc học cách để thấu hiểu và hòa hợp với nhau. Hai con người với những cái đặc điểm giới tính khác biệt, với mấy chục năm sống, học hành, trưởng thành trong môi trường khác nhau. Tôi hay ví rằng là đang tự mình đạp chiếc xe đạp đơn của cuộc đời mình á, bây giờ phải kết hợp lại với một ai đó để đạp chung chiếc xe đạp đôi. Thì để có thể đi đến được những điểm đích mà cả hai muốn đến, bắt buộc là cả hai phải học cách để đạp xe cùng nhau hòa hợp. Xe đạp đôi thì nó có những cái nguyên tắc vận hành của nó, cứ trèo lên rồi đạp thì vẫn có thể được đấy. Tuy nhiên là nếu như mong muốn và ý chí của các bên khác nhau, mỗi bên vận hành một kiểu, bên này muốn rẽ qua trái, bên kia lại muốn rẽ qua phải, bên muốn đạp xuôi, bên kia lại đạp ngược, thì rõ ràng là xe sẽ xiên vẹo, ngã nghiêng, không đi được, không thể đến đích được. Thì làm sao mà cả hai có thể có được một cái hành trình vui vẻ, hạnh phúc và gặt hái được những điều mà cả hai mong muốn? Thế có phải là cái chuyện mâu thuẫn, trách móc, đổ lỗi, than trách, buồn phiền nó sẽ xảy ra đúng không? Thì nếu được trang bị tri thức bằng cách có được cái cẩm nang vận hành hôn nhân đúng từ đầu, thì những bất cập như thế nó sẽ giảm bớt, các nguy cơ gãy đổ nó sẽ được ngăn chặn và xử lý từ sớm luôn. Thì hành trình hôn nhân chắc chắn sẽ suôn sẻ và hạnh phúc hơn là chuyện hai cái kẻ lao đầu hùng hục leo mấy chục bậc tầng lầu mà không mang theo chìa khóa. Còn nếu đã lỡ đã lao đầu vào leo cầu thang mà chưa biết rằng là cần phải mang theo chìa khóa, chẳng hạn mới leo được vài tầng lầu thì đã thấy bắt đầu có chuyện và kịp quay trở lại trang bị chìa khóa cho mình, thì lúc đó hai người rõ ràng là vẫn còn đủ sức để đi tiếp, vẫn không sao. Chứ mà cứ để những cái bất ổn ngày càng nhiều, cầu nhàu cằn nhằn, tranh cãi bất đồng nhiều lên, nhưng vẫn cứ cắm đầu đi mãi không sửa chữa ha, qua đến tầng 40 rồi đến 60 rồi đến 80, thì lúc đó chỉ có càng lúc càng mệt mỏi thì cái việc quay đầu sửa sai nó càng khó dần và chỉ có nước buông tay. Mà bạn nghĩ đi, buông tay ở cái mốc 40, 60 hay 80 đó để rồi bắt đầu một hành trình mới lại, dẫu là lúc đó có cầm theo chìa khóa đi nữa thì cũng có còn đủ năng lực để làm tốt hay không? Hay là phải đi vào một hành trình mới với một đống hành lý mang theo từ cuộc hôn nhân cũ nữa? Thì lúc đó cái cuộc leo cầu thang nó sẽ khó hơn nhiều. Làm đúng từ sớm, trang bị tri thức hôn nhân ngay từ lúc khởi đầu của cuộc hôn nhân, hay ngay bất cứ khi nào bạn nghe đến podcast này và bạn nhận ra rằng à, đúng là mình đang thiếu chiếc chìa khóa ấy nên hành trình hôn nhân của mình quả thật có chút gập ghềnh, thì nhớ rằng bạn có một lựa chọn dễ dàng hơn để thực hiện việc này bằng cách tham gia liệu trình hôn nhân hòa hợp của chúng tôi. Hôn nhân hòa hợp nó là một cái hành trình gồm 28 bước với 28 chủ đề khác nhau nhằm giúp bạn ứng dụng khoa học tâm lý vào việc ngăn ngừa và xử lý các vấn đề có thể phát sinh trong thực tiễn cuộc sống hôn nhân. Thông qua các phân tích và chỉ dẫn của chuyên gia tâm lý cùng với cái phần bài tập thực hành tương tác của chính bạn á, thì bạn sẽ nhận diện ra được cái nền tảng kết hôn ban đầu của cả hai có những điểm yếu gì cần khắc phục để không ảnh hưởng đến cái cục diện hôn nhân về lâu về dài. Bạn hiểu rõ được đặc điểm của bản thân và bạn đời khi kết hợp thì có khả năng tạo ra những nguồn cơn khủng hoảng gì để rồi từ đó học cách điều chỉnh đúng để làm giảm nguy cơ và tăng sự hòa hợp. Lúc đó bạn sẽ được tăng cường nhận thức về những cái nhu cầu tâm sinh lý của các bên, hiểu về sự khác biệt trong bộ mẫu suy nghĩ cũng như các đặc tính riêng biệt của hai giới để hạn chế những hiểu lầm, suy diễn, tranh cãi hay là những cái tương tác sai giữa hai bên ha. Bạn sẽ biết cách phá bỏ những rào cản sai trong hành xử và giao tiếp, tạo ra cái bộ mẫu tương tác phù hợp tâm lý với mỗi bên để tăng cái sự kết nối, tôn trọng, sẻ chia và đồng hành của hai vợ chồng. Bạn được chuẩn bị đủ năng lực để có khả năng xử lý tốt các vấn đề về tài chính, công việc, gia đình, con cái, gia đình chung riêng, mẹ chồng, nàng dâu, nhà nội, nhà ngoại, sao cho cân bằng hợp lý và không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
Bạn học cách duy trì tình yêu, sự thu hút, cách để trở người đồng hành thấu hiểu, người bạn đời tuyệt vời không thể thay thế đối với người. Nói tóm lại, liệu trình hôn nhân hòa hợp nó chính là cái cẩm nang chỉ dẫn vận hành hôn nhân thiết thực nhất, khoa học nhất, được xem là một bản thiết kế hôn nhân hoàn chỉnh và được cung cấp đầy đủ chỉ dẫn cũng như các công cụ tâm lý thích hợp, để bạn từ đó có thể xây dựng lên cái ngôi nhà hạnh phúc phù hợp nhất với chính đặc điểm của hai bạn. Trong trường hợp ví dụ về chuyện lên cầu thang đi ha, thì đây chính là cái tấm bản đồ chỉ dẫn bạn cách làm sao có thể lên được cái nhà đẹp, thoáng mát, ngắm toàn cảnh thành phố kia mà không bị mệt, không cầu nhau, không đổ lỗi cho nhau hay không bị quên chìa khóa đến độ không mở được cửa nha. Thì thông tin về liệu trình hôn nhân hòa hợp có ngay tại website hônnhânhòahợp.com. Đường link của website này có nằm ở phần mô tả của podcast ha. Thì tình trạng hôn nhân của bạn nào mà đã ở cái mức độ nặng hơn và cần được tư vấn cụ thể hơn thì nhớ liên lạc với tôi trước để tôi đánh giá và định hướng nhé. Thì thông tin liên lạc với tôi thì tôi có để ở phần mô tả của podcast cũng như ở màn hình cuối podcast này. Tôi sẽ vẫn cung cấp cái quyền lợi 30 phút tư vấn miễn phí cho các bạn độc giả của kênh ha. Thì podcast này đến đây là hết. Tôi là Lina, chào bạn và hẹn gặp lại.